Chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa hai cầu thủ Tuấn Con và Quang Chũ. Vâng, trong giải đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ Win. Đây là Thành, Dốc Việt Nhi. Và tỷ lệ chấp trong cái game đấu này là 9.3. Wow, tỷ lệ chấp rất là sâu. Vâng, giải đấu này đang diễn ra là một giải đấu tại câu lạc bộ với tất cả các cái hạng như là chuyên nghiệp A, B và C. Và đây là một trong những cái trận đấu để tranh vào 16. Bắc Kiên bị loại rồi à? Đúng rồi, hôm qua đánh trận cuối với Nam Dùi thì đã bị để thua. Rất là tiếc bởi vì hôm qua với một lối đánh rất là kỹ càng. Vâng, Nam Dùi đã hạ knock out luôn mình rồi. Tỷ số là 9-8 và cái ván cuối thì mình có cơ hội phá rất là ngon, nhưng mà cuối cùng phá lại bị ra không tốt. Và sau đó thì chai đạn một con bi lỗi, thế là Nam Dùi đi hết. Anh bị loại rồi. Một cái trải nghiệm rất là hay. Một trong những cái cơ hội rất tốt khi mà đã tham gia cái giải này. Tập luyện thua là tốt, thua là rất tốt. Vâng, Tuấn Con thì chấp luôn cả hai tay luôn và không cần phải điều ra vị trí đẹp bởi vì với mình đầu chả chết. Canfa giờ thay tẩy gì? Canfa thì thường là mình hay đánh với tẩy M, nó sẽ thích hơn. Vâng, một đường điều bi phải nói rằng rất ồ của Tuấn Con, thiếu áp phê. Và bây giờ buộc Tuấn Con sẽ phải oánh chính xác con bi 4 lỗ góc bên tay trái. Và lắc lỗ thưa các bạn. Vâng, Quang Chũ mà được chấp 9.3 thì kèo quả là rất là sương cho Tuấn Con. Đòi hỏi Tuấn Con phải vô cùng phong độ thì mới có thể thắng được. Vâng, tận dụng lợi thế của mình, Quang Chũ công luôn và quá chính xác thưa các bạn. Và một lối đánh quá chính xác của Quang Chũ, tỷ số vâng rất dễ sẽ là 4-0, rất là nặng cho Tuấn Con, nhất lại là phá luôn phiên nữa. Vâng, Thành thật xin lỗi các bạn vì vừa phải tiếp chuyện một bạn khách hàng vừa lại đặt mua ngọn Canfa. Rất tiếc là ngọn Canfa hiện nay thì lại không còn đủ để phục vụ các bạn. Vâng, và chúng tôi đang chờ về. Trong thời gian tới nếu như về chúng tôi sẽ có thông báo. Xin chào Nông Văn Hùng, bạn giai đẹp của tôi. Tỷ số là 4-0. Vâng, quá sâu cho cầu thủ gọi là Tuấn Con rồi. Vâng, có một cái điểm nữa mà thông tin tôi nhận được nữa, đấy là Tuấn Con hôm nay đi thì không mang được gậy đi, bởi vì tối qua không biết là có lỗi gì với vợ, thế nên rằng là đã khóa cửa không cho ngủ ở nhà và ngủ sofa của nhà hàng xóm. Và sáng nay đi về thì không được vào nhà cho nên không lấy được gậy, và Tuấn Con buộc phải đánh một cây gậy khác. Đây đã là vừa chấp sâu rồi thì lại còn vừa phải lại chấp cả gậy nữa. Vâng, đã sâu thì nay lại còn sâu hơn. Xin chào Tiến Hoàng Nguyễn. Vâng, nếu như đúng như gọi là cầu, đúng cầu thì là như thế bạn Tiến Hoàng Nguyễn ạ. Dạ vâng, Đỗ Trung Toàn, ngọn ca mà lắp vào chui MC thì người ta gọi là mắc binh. Hôm qua thì mình thua Nam Dùi các bạn ạ. Hình như là vậy, nhưng tại sao không biết rằng là có quan hệ như thế nào. Vâng, Trung Lạng Sơn và Quang Bắc Giang có quan hệ loằng ngoằng gì với nhau mà lại xếp hạng C. Và cơ hội nói chung là quá ngon ăn cho Quang Bắc Giang, quánh một cú gọi là an toàn. An toàn, chắc chắn luôn rồi. Còn con này mà cố chém áp phê thì khả năng trượt. Dạ vâng, bạn Tiến Hoàng Nguyễn. Thế này thì đợi chắc là bên cái phòng kinh doanh của chúng tôi hôm qua cũng mải xem livestream quá mà ngủ muộn, chưa dậy và chưa inbox lại bạn. Vâng, xin chào bạn Trần Hoàn. Vâng, chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Vâng, vui vẻ và hạnh phúc. Và xem livestream cũng thật vui vẻ các bạn nhé. Và hôm nay tôi ở nhà tôi nổ cho nên là có cái gì đấy nó thoải mái hơn. Hôm qua ở câu lạc bộ thực sự là ngồi trước bao nhiêu bàn thi đấu nên tôi không thể nào mà ấy được, mà nói to được. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại vui vẻ với nhau để xem các cầu thủ thi đấu. Tuấn Con chém luôn các nhà. Wow. Vâng, các bạn có thể thấy kỹ năng và cái độ chính xác tuyệt vời của Tuấn Con không ạ? Xin chào bạn Đặng Trần Bảo Khan. Trận Linh Tân Quang thì tí nữa, đánh 16. Và không có cái gì xảy ra ở trong ván đấu này thì tỷ số chắc chắn sẽ là 1-4. Vâng, Tuấn Con rất là cẩn trọng, phải cân đối xem là đâu sẽ là vị trí con B4. Hơi lệch má con B3 một tí nên bấm nhẹ sẽ dễ bị đuôi. Và Tuấn Con buộc sẽ phải xử lý một pha gọi là cu lê áp phê hoặc là trô thẳng về để điều con 4 góc bên kia. Nhưng tôi tin là Tuấn Con sẽ sử dụng kỹ thuật cu lê áp phê bên tay trái hoặc là cu lê thẳng một băng, cu lê áp phê 2 băng. Chắc chắn rồi, mình là người có kỹ thuật cho nên mình phải xoắn xòe một tí cho nó đẹp các bạn ạ. Linh Tân Quang đang đánh bàn bên cạnh. Vâng, nhưng mà rất tiếc là chỉ có một máy quay. Vâng, thế nên chúng tôi không phát được cả hai trận. Xin chào bạn Nội Đức Huy. Vâng, bạn có hỏi gì nhở? Vâng, thành thật xin lỗi các bạn rằng là rất là nhiều comment đến một lúc cho nên rằng là tôi cũng có những cái sự sai sót khi mà trả lời trong tin nhắn các bạn. Vâng, các bạn thông cảm. Các bạn nếu mà hỏi không thấy tôi trả lời, các bạn cứ vui lòng hỏi lại hộ tôi một phát nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn Duy Điều. Chúc các bạn luôn vui vẻ và luôn ủng hộ cho Magic Shop. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đương nhiên cái ván đấu này thì với Tuấn Con thì người ta gọi là chỉ một cú phẩy tay thôi thì tỷ số đã là 4-1. Vâng, nói thì nói vậy thôi nhưng mà chấp thế này thôi, nhưng mà với các cầu thủ chuyên nghiệp như Tuấn Con thì thực sự rằng cũng không có gì sâu đâu. Wow, thay vì chích nhẹ một cái thì Tuấn Con lại thể hiện kỹ năng của mình luôn. Đâu cũng chết Tuấn Con. Và đương nhiên con 6 lúc nãy sẽ là cái con bi mà Tuấn Con rút kinh nghiệm. Không phải Tuấn Con rút kinh nghiệm là lúc nãy là trượt sang bên mỏng và bây giờ Tuấn Con lại trượt đi dày luôn. Rút kinh nghiệm hơi quá. Đương nhiên lại là một cơ hội cho Tuấn Con. Ồ, cái điều tồi tệ gì đang diễn ra vậy Tuấn Con? Vâng, đánh thế này thì chết dở. Vâng, chỉ được xem từng con bi đánh hay tôi chưa thấy hiệu quả đâu. À, Dương Hoàng Gia thì giờ này ở bên kia vẫn là đang giờ đêm. Vâng, nên chưa dậy để chúng tôi mời bình luận được. Ồ, xin chào bạn Tùng Zon. Anh thì hôm nay không đánh nữa rồi, bởi vì hôm qua đã thua Nam Dùi. Lại là một cú trượt. Và bây giờ Tuấn Con hãy rút kinh nghiệm những con trượt trước đi nào. Ồ, cái gì vậy? Lỗi này chắc chắn là do không quen gậy. Vâng, các bạn nên nhớ rằng là rút kinh nghiệm đừng có làm gì với lỗi của vợ nha. Lỗi với vợ là bị ngủ ở ngoài. Vâng, gậy là để ở trong nhà, không lấy được. Và chúng ta đi ra ngoài thi đấu mà các bạn là không mang gậy quen của mình đi, thì các bạn nhìn đấy, đến đẳng cấp như Tuấn Con mà còn trượt rất là ngáo ngơ, thì các bạn phải hiểu rằng là cái tầm quan trọng của gậy riêng nó như thế nào. Vâng, nói như thế thì các bạn hiểu ý của tôi rồi chứ ạ? Vâng, mỗi người nên sắm cho mình ít nhất là một con gậy riêng, để mà khi mà vợ không cho vào nhà thì còn có gậy khác đem đi mà đánh. Và tỷ số đương nhiên 5-0 cho Quang Chũ. Vâng, rất nhiều người đang cổ vũ cho Quang Chũ. Tèo chứ. Đương nhiên, và mua gậy thì các bạn biết phải mua ở đâu rồi đúng không? À, Dương Hoàng Gia thì hôm qua là có phần bình luận chung với tôi, nhưng hôm nay thì giờ này bạn đấy vẫn chưa dậy. Vợ nó bẻ gậy thì đương nhiên rồi, lên 139 gọi là mua tiếp về so bẻ xem nó bao giờ thì bẻ hết được gậy. Đấy, đẳng cấp nó ở chỗ đấy. Cho bẻ chán thì thôi. Và bây giờ đương nhiên cơ hội cho Tuấn Con dọn cái ván đấu này. Vâng, Tuấn Con sẽ xử lý tình huống này như thế nào? 1 băng, 2 băng, 3 băng lắp đít con B3. Vâng, vị trí đẹp cho con B3 sẽ là một vị trí ở lỗ góc bên tay trái. Vậy Tuấn Con sẽ xử lý một đường điều 1, 2, 3, 4 băng, mũi gậy đặt cao và đặt lon qua con 8 và 3. Vâng, đít con 5 nữa thì đẹp. Ô, con cái thì đẹp rồi, nhưng quá đáng tiếc cho Tuấn Con. Ngoài găng ca mui thì còn găng gì ngon bổ rẻ. Nam Phạm thì thuận tay phải, thì hiện nay thì còn găng Fury. Nếu em đeo được kín ngón thì nên sử dụng găng Fury kín ngón, 200.000 ngon bổ và quá rẻ. Và một pha chạy đạn không thành công của cầu thủ Quang Chũ. Tuấn Con liệu có sử dụng kỹ năng của mình để chém tiếp con B2 vào cái lỗ góc bên tay phải như lúc nãy không? Vâng, thực ra thì tôi phải comment như thế này cho các bạn hình dung. Nhiều khi câu chuyện rằng đá thế nào và dạy học nó không liên quan gì với nhau lắm các bạn. Vâng ạ. Cân luôn hơi, củ lắc. Và bây giờ đương nhiên sẽ là một cú sút tê. Vâng, sút tê dành cho cầu thủ Quang Chũ để ăn con B2 lỗ góc. Mua về cắt ngón, chính xác luôn Nam Phạm. Wow, một con số rất đẹp, 888. À, tập chơi thì nên mua gậy nào? Dạ vâng, tập chơi thì cứ nhìn thấy đẹp là quất thôi. Chứ còn về cơ bản rằng là khi mà tập chơi các bạn cũng chưa hiểu được rằng là thông số của gậy như nào đâu. Cho nên rằng chúng ta chơi một thời gian rồi thì chúng ta nâng cấp sau. Vâng, tùy vào cái khả năng tài chính và chúng ta cứ thấy ưng mắt là chúng ta quất. Găng cam mui thì màu hồng hình như hết mất rồi. Vâng, Tuấn Con ơi, đừng có ẩu nữa. Ván đấu này là một cơ hội để mà rút ngắn tỷ số. Vâng, một cú trô áp về. Và tiếp tục sẽ là những cái tình huống thể hiện kỹ thuật của mình. Rất là dễ rồi Tuấn Con. Chỉ cần Tuấn Con không ẩu thôi thì tỷ số chắc chắn sẽ là 5-1. Không phải chấp 5 mà là chấp có 3 thôi. Nhưng mà Quang Chũ lại nhặt được 2 ván đầu tiên. Thế là 5-0. Anh Kiên có vẻ sút tê chưa được tốt. Chính xác luôn bạn Mạnh. Và rất là nhiều những cái thứ mà anh sẽ cần phải khắc phục. Về lý thuyết thì rất là vững. Nhưng mà thực tế thì để mà từ lý thuyết biến thành và hình thực cú đánh thật thì chúng ta cần phải tập luyện, và cái yếu tố quan trọng chỉ là tập luyện thôi. Xin chào Quang Trung. Gậy chống trượt thì tầm bao nhiêu tiền? Vâng, có những cái cơ chống trượt ở chỗ tôi thì tầm khoảng chục triệu. Đúng rồi bạn Hà Thái Chiều, hôm qua thì có đánh ở đây nhưng mà hôm nay thì ở nhà bình luận cho nó thoát giọng. Anh Kiên đang đánh ở hạng nào? Anh đánh ở hạng C, tầm đấy, tầm C cứng. Gangamui 600.000 bạn Mạnh Nguyễn à. Và tỷ số đã là 5-1, khoảng cách bây giờ chỉ còn có 4 ván thôi. Vâng, 2 cơ hội phá và sau đó thì lại 2 cơ hội sót của Quang Chũ thì tỷ số sẽ là 5 đều. Vâng, rất là dễ, kịch bản chỉ có như vậy. Người ta thắng lại nói là nhặt được. Vâng, ý của tôi ở đây là do Tuấn Con sót thì đương nhiên là nhặt được. Vâng, đồng ý là thắng hay thua nó là kết quả. Quang Chũ thì là được nhặt được ván đấy, nhưng mà nguyên nhân thì là do Tuấn Con trượt 9, gọi nhặt là đúng rồi còn gì nữa bạn. Mình thì bị loại rồi, loại thì mới ra đây nói chuyện cho thoải mái được. Chào da đẹp Cương Trần. Em mong một ngày đánh giải. Vâng, để gặp anh thì đơn giản Cường Trần, em lên 139 Lò Đúc thì gần như 10 giờ sáng hàng ngày anh đều có mặt ở đây. Anh thì bị loại lâu rồi, hôm qua thua visa thì ngày đến 22 này thì mình sẽ nộp hồ sơ và hy vọng là trong thời gian ngắn nhất sẽ có kết quả. Anh hôm qua đánh vào đến 32 thì sau đó thì thua Nam Dùi ở trận 32. Vâng, một trận thua mà ngộ ra được rất là nhiều điều. Đó là rất là nhiều những cái lối đánh khiến cho cái sự thích nghi của mình cần phải thay đổi. Vâng, một trải nghiệm rất là thú vị ngày hôm qua, rút ra rất là nhiều điều. Cái chuyện là nhịp độ đánh, vâng, thái độ thi đấu của mình rồi thì mọi thứ cần phải cải tiến. Vâng, cần phải nâng cấp để mà tạo ra được những cái phong độ tốt hơn. Tẩy Vích thì nhiều bạn Hiếu Bin ơi, 600.000 cả công thay, mời bạn cầm qua 139 Lò Đúc. Vâng, hiện nay thì ở nhà còn có hơn 100 cái, bạn thay nhanh không hết. Vâng, một pha chạy đạn phải nói là trên cả tuyệt vời của Quang Chũ, một thử thách rất là lớn dành cho Tuấn Con. Vâng, Tuấn Con có sút TN con B2 này không hay là sẽ là một pha chạy đạn? Kiên mán trận hôm qua đánh ẩu quá. Ẩu đúng, cũng có độ ẩu. Thực ra thì nó ở góc độ nữa, đó là trượt con B7 rất là ngáo ngơ khi tỷ số cơ hội dẫn lên 8-7. Vâng, và đã có cơ hội 8 đều nhưng mà thì cái ván phá cuối cùng thì lại không tốt. Rất là nhiều những cái thứ. Anh nói thôi chứ anh có làm được không vậy? Ok, đồng ý. Tức là chúng ta sẽ dần dần nhận ra những cái khuyết điểm, những cái yếu điểm của mình rồi thì chúng ta sẽ khắc phục dần dần. Tất nhiên cái câu chuyện là nhìn ra được khuyết điểm không phải nhiều người làm được. Đấy là điều đầu tiên. Đấy là tôi khẳng định. Vì rất nhiều người cố chấp câu chuyện rằng là mình sai như thế nào, mình rất là khó nhìn vào cái sai của mình và mình hay bảo thủ. Và nhìn ra được cái khuyết điểm của mình đã là một trong những cái điều tuyệt vời rồi. Và trong số những cái người nhìn ra khuyết điểm thì sẽ có lại một cái tỷ lệ nhỏ hơn nữa, đó là chịu thay đổi. Dạ vâng. Và những người chịu thay đổi đấy thì không phải ai chịu thay đổi cũng thay đổi được, cũng là một điều nữa. Và trong những cái người chịu thay đổi đấy thì sẽ cũng lại có một tỷ lệ nhỏ hơn nữa là làm được. Tuy nhiên tôi tin rằng là những ai nhìn ra những cái yếu điểm của mình, nhìn ra những cái khuyết điểm mà mình cần khắc phục đã là cái sự tiến bộ rồi. Còn đương nhiên chúng ta phải làm và kiên trì chúng ta mới thay đổi được. Giống như cái quan điểm của tôi về BA. Vâng, BA rất là dễ nếu như chúng ta có độ kiên trì và tư duy của chúng ta sẽ có cái sự thay đổi. Khổng Trung Kiên, thực ra thì ở góc độ nào đấy, đấy là một cái yếu tố mà tôi cũng cần phải thay đổi để có những cái sự gọi là tốt hơn trong cái thành tích thi đấu của mình. Vâng, nhưng mà thực sự rằng là với tôi cái quan điểm nó cũng rất là rõ ràng từ khi tôi tham gia kinh doanh và tôi đặt ra cái vấn đề về yếu tố gọi là cống hiến và phục vụ mọi người là trên hết. Cho nên rằng là thành tích của tôi gần như là có thể nói rằng là cũng đủ dùng rồi. Và quan điểm của tôi bây giờ gần như tôi sẽ tập trung vào chia sẻ, vâng, hướng tới cộng đồng nhiều hơn chứ không hướng tới những cái thành tích cá nhân nhiều nữa. Cảm ơn Phạm Quang Huy rất nhiều. Và tỷ số thưa các bạn 6-1 cho cơ thủ Quang Chũ. Người ta gọi không phải sâu nữa mà là quá sâu. Vâng, khoảng cách lại chỉ còn có 5 ván. Quang này thì vừa đi đánh giải quốc gia, có độ vừa lúc nãy tôi phân tích rồi mà, có độ quan hệ rất là tốt với ban tổ chức. Và đó là tôi chỉ đích danh luôn, đó là Trung Lạng Sơn. Khẳng định là hai bạn này thì có quan hệ gì đấy mập mờ. Vâng, bình thường nếu là tôi thì tôi phải xếp hạng B. Vâng, tí nữa tôi sẽ hỏi trực tiếp là Quang Chũ và Trung Lạng Sơn thì quan hệ với nhau như thế nào. Vâng, rất là không phải cơ hội thưa các bạn. Nếu như Tuấn Con băng ngăn con này thì Tuấn Con mới là tạo được cơ hội. Và đã ăn thưa các bạn. Nào, dính, đừng. Ôi giời ơi, dính rồi. Rất tiếc. Và tiếp tục sẽ là một pha chạy đạn của anh Tuấn Con. Vâng các bạn đấy, nhắc lại một lần nữa, các bạn đừng có làm gì cho vợ giận để mà khóa cửa không đi được vào nhà lấy gậy. Hai nữa là lại còn nhốt cả gậy của mình trong nhà nữa. Cảm ơn Tiến Hoàng Nguyễn. Vâng, Quang này thì nhất là phải xếp hạng B. Vâng, cứ chạy đạn lỗi thì là nhặt, vâng, hở ra thì là đi chấm, thì không thể nào là C được. Trừ phi ôi dư mỏng con bi đấy các bạn ạ. Wow, lại còn băng ngăn luôn nữa. Thì ông Trung Lạng Sơn ơi, ông có cổ phần gì với Quang Chũ thì ông nói thẳng đi. Hoặc là họ hàng, hoặc là cổ phần. Đấy, chúng ta cứ nhận định thẳng thắn như thế đi ạ. Linh Tân Quang thì ở bàn bên cạnh. Vâng, tí nữa nếu trận này xong thì chúng tôi có thể chĩa cam sang, nếu cho những anh em nào yêu quý Linh Tân Quang có thể theo dõi được. Nào, và bây giờ đúng rồi, Quang Chũ đã có độ ngại và trượt con bi 4 để thể hiện rằng là anh ơi em đúng là C đấy, không phải mua bán hoặc là trung độ gì đâu. Anh Kiên cứ nhắc đến vợ là giọng run run. Thực ra những cái nhận định của chúng ta chỉ mang cái tính chất gọi là nhận định cá nhân thôi. Và còn thực sự như thế nào thì sau khi chúng ta phải có cái chuyện rằng là đối thoại trực tiếp với Trung Lạng Sơn thì chúng ta mới có thể khẳng định được các bạn ạ. Vâng, vừa mang tính chất là vui vẻ rồi các bạn. Nghe anh chị trượt ngay, chào gọi là phi công trẻ Trần Hải Nam. Đương nhiên, tỷ số là 5-2. Vâng, Quang Chũ cười rất là tươi. Vâng, anh đánh như thế chú đã đủ vui chưa? Rồi, khỏi ức chế chưa? Khỏi phàn nàn chưa? Có những pha thể hiện và có những pha gọi là vâng, thả lộ. Tuấn Con đã bảo rồi mà, làm cho vợ giận, khóa cửa, không vào được trong nhà để ngủ, và gậy lại còn bị vợ nhốt ở trong nhà. Thế đương nhiên là sáng nay không vào được nhà để mà lấy gậy, buộc phải đánh gậy khác. Và 6-2 đó là gọi là những gì Tuấn Con phải chấp nhận. Đấy, các bạn thấy nguy hiểm chưa? Đừng có làm cho vợ mình giận. Nhớ cho tôi điều đấy nhá. Và ngược lại thì các bạn gì biết gì không? Làm cho vợ vui thì cái gì cũng có. Vâng, câu lạc bộ này là của Trung Lạng Sơn ở Dốc Việt Nhi, Đê La Thành các bạn ạ. Vâng, cú phá của Quang Chũ, vâng, phá điều con bi 2 luôn. Và bây giờ quá đơn giản cho Quang Chũ rồi. Một cú cu lê, một băng dựng thẳng lên vị trí con bi 8 ở giữa bàn kia, là vị trí đẹp nhất cho con bi 3 dọn bàn. Vâng, vâng, quá dễ cho Quang Chũ rồi. Và Quang Chũ hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật áp phê bên tay trái để đánh hai băng cũng được. Nhưng tôi tin Quang Chũ sẽ xử lý phương án gọi là đơn giản hơn. Kéo con bi dựng rồi. Vâng, và Quang Chũ tính cẩn thận hơn, mượn hẳn cả má con bi 9 để điều con bi 3 cho đẹp. Vâng, một tính toán người ta gọi là quá chi ly. Vâng, thay vì dựng thẳng lên qua khe 89 thì Quang Chũ mượn nhẹ má con 9 cho đẹp hơn. Anh Kiên bị loại tiếc nhỉ. Thực ra trận hôm qua thì thực ra là cũng không đáng tiếc. Nói chung là có những cái màn thể hiện tốt, nhưng mà quan trọng rằng là cái cú phá cuối cùng không được tốt. Nói chung là cảm ơn anh em đã ủng hộ, nhưng mà bản thân tôi thì thắng hay thua nó đều là không có cửa thua. Vâng, thành thật xin lỗi các bạn mà đang alo đến, tôi không thể nào mà tiếp các bạn được bởi vì đang bật bình luận. Bây giờ nó không cho like như cá nhân nhiều. Bây giờ nó không cho like lên cho cá nhân nhiều. Bạn nói tên Kiên ai cũng ẩu thế. Kiên Pháp có ở đâu đấy gọi là bản lĩnh. Chính xác bạn, và tôi đâu có nói là tên Kiên là ẩu đâu. Tôi chưa nói tên Kiên là ẩu bao giờ bạn nhé. Vâng, có độ nhầm lẫn gì ở đây. Vâng, nói đến Kiên Pháp thì nó lại quá chi tiết và cẩn thận. Vâng, cơ hội rất là gần cho Quang Chũ đi run lao một ván và lên 7-2. Vâng, khoảng cách để kéo dài ra. Liệu Quang Chũ có thành công không? Và đương nhiên, vâng, với level của Quang Chũ gọi là xê sủi, không thể nào không thành công trong tình huống đấy. Bây giờ tiếp tục lại là một thử thách nữa với Quang Chũ. Con B9 đã bỏ phin. Vâng, rất là cẩn thận, chỉnh con B9 nhẹ một cái cho nó vào gọi là sở trường. Và đương nhiên với sự cẩn thận như thế thì con 9 không thể trượt được, và tỷ số xứng đáng cho Quang Chũ 7-2 bằng một ván run out. Đương nhiên với Tuấn Con bây giờ thì chắc chắn là sau cái buổi đấu hôm nay về nhà không bao giờ dám to tiếng với vợ, chứ chưa nói đến câu chuyện nữa là vâng làm cho vợ giận. À vâng, bạn Ngọc Ly Bùi. Vâng, thành thật xin lỗi, tôi tưởng bạn nói tôi. Vâng, chính vì thế nên tôi mới biết cái chiêu của Quang Chũ này đấy, tôi mới phách ra được đấy bạn Phùng Văn Lâm ạ. Hết đường thì chúng ta lấy phin ra phát là còn đường luôn. Mà nếu như còn con bi mà nó hơi khó một tí thì chúng ta lấy phin nhấc con bi nhẹ ra, đặt nó vào vị trí sở trường. Vâng, đấy người ta gọi là đại xảo, không phải là tiểu xảo. Vâng, bạn Chính Ngô hỏi là anh có đi SEA Games không? SEA Games thì việc gì phải đi bạn ơi, SEA Games thì thi đấu tại Việt Nam luôn và tại Hà Nội. Và đương nhiên cơ hội lại dành cho Tuấn Con. Dọn được ván bàn này thì tỷ số chỉ còn là 7-3. Tuấn Con cố lên. Này phải hạng B à, không. Thực sự rằng là bản thân rằng là câu chuyện xếp hạng như thế nào thì còn phụ thuộc vào ban tổ chức và phụ thuộc vào quan hệ với ban tổ chức nữa các bạn nhé. Vâng, không có một cái tiêu chuẩn nào gọi là được quy định trong theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Thế nên chúng ta sẽ còn rất là nhiều bàn cãi. Và rồi ôi, may mà có đường riêng. Vâng, rất nhiều người gọi là thắc mắc. Tuy nhiên là xếp hạng C là có lý do của nó. Có thể do Quang Chũ cái hôm mà đi đăng ký giải thì bị mệt. Vâng, vì thế cho nên rằng là phải nhận xuống hạng C để cho nó đúng phong độ. Và sau khi đăng ký xong thì Quang Chũ lại về nhà uống thuốc và Quang Chũ lại khỏe mạnh trở lại. Và vâng, đó là một lợi thế. Cái gì vậy Tuấn Con? Ông đang làm cái trò gì vậy? Một cú mắt C. Wow, lại trượt rồi các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, không có gậy riêng nguy hiểm như thế nào chưa ạ? Vâng, thực sự rằng là để mà nói về cơ hội trong những cái ván đấu ở cái game này thì thực sự tỷ lệ tôi thấy là cân bằng. Tuấn Con đã rất là nhiều cơ hội nhưng mà toàn bỏ phí. Đấy là điều đáng tiếc chứ không phải là do Quang Chũ đánh ngay. Vâng, Quang Chũ chỉ gọi là hở ra hết bàn thôi chứ cũng không có gì là hay cả. Vâng, cơ hội đang rất là gần cho Quang Chũ dẫn lên 8-2. Cái này thì hoàn toàn lỗi không phải do Tuấn Con, mà lỗi là do thái độ của Tuấn Con. Vâng, khiến cho vợ của Tuấn Con khóa cửa không cho vào nhà. Vâng ạ. Vâng, và tỷ số chúng ta có thể nói rằng là 8-2. Ngọn carbon bị hơi cong thì có sửa được không? Vâng, bạn Đức Quyết hoàn toàn có thể mang qua shop để anh kiểm tra xem nguyên nhân cong là như nào bạn nhé. Vâng, đấy. Các bạn đã thấy chưa? Đã thấy C đúng chưa? Vâng, con 9 đấy mà trượt thì C là đúng rồi các bạn ạ. Đấy. Và bây giờ là hoàn toàn phụ thuộc vào Tuấn Con. Đương nhiên. Và tỷ số là 3-7. Chú quan hệ với Trung Lạng Sơn tuần 2 lần. Vâng, trận anh Nguyên với bên Trung Lạng Sơn, Linh Tân Quang thì anh Nguyên đang là 2, còn Linh Tân Quang là mấy thì tôi không rõ, bởi vì chỉ nhìn thấy số 2 lấp ló ở kia thôi. Và bây giờ là một trong những cái thử thách của Tuấn Con. Vâng, 7-3, khoảng cách là 4 ván. Và hy vọng Tuấn Con sẽ có cơ hội. Vâng, để bật, để cho hay. À, Kiên Pháp thì vẫn còn đánh các bạn ạ. À, Linh Tân Quang và Nguyên HT tỷ số lúc này là 2 đều các bạn nhé. Cơ thủ DTK lúc nào đánh? DTK thì đang ở 139 lò đúc và mải tiếp gậy và tiếp khách cho anh em. Vâng, mải giới thiệu bàn A Plus cho nên rằng là vâng, về từ hôm qua luôn rồi. Cơ bên anh cho người tập chơi thì giá tầm bao nhiêu? Vâng, hiện nay thì cái phân khúc thấp nhất mình đang còn tầm 3-4 triệu bạn ạ. Vâng, những cái dòng mà tầm hơn 1 triệu thì hiện nay lại đang không còn. Sau ngày hôm nay là hết giải luôn các bạn. À, Quang Chũ không nhầm thì sinh năm tầm 90-91 gì đấy các bạn ạ. À, Tú Opa, 2B thẳng tưng mà em bắn nó ra như cái cung. Vâng, à, có gì thì đặt cái đi lên lò đúc đi, anh sẽ kiểm tra xem nguyên nhân là gì và chúng ta sẽ đưa giải pháp. Và chắc chắn là có giải pháp. À, xin chào bạn An Trẻ. À, bạn thay cái ngọn ca của mình bạn nên dùng size M, ca mui M là ok. DTK là DTK này Đặng Thành Kiên. Vâng. Rồi, đấy các bạn thấy chưa? Thật sự là những cái gì Quang Chũ thể hiện thì chúng ta có thể khẳng định rằng là đúng, Trung Lạng Sơn đã đúng, ban tổ chức đã đúng và chúng ta đang bị sai. Vâng, C là đúng rồi, những cái con bi như thế mà trượt và những con bi như thế mà gọi là oánh lỗi, điều lỗi. Quang sinh năm 94, dạ vâng, cảm ơn bạn Quang Anh rất nhiều. Và đang là cơ hội để cho Tuấn Con rút ngắn tỷ số xuống còn 4-7. Ôi cái gì vậy ông Tuấn Con, ông đang điều cái điều gì vậy? Vâng, thể hiện kỹ thuật A băng của mình, 1 băng qua khe 6 và 7 để ăn con bi 5 lỗ 10. Vâng, trong tình huống này chỉ cần A băng trúng thôi là sẽ điều được con bi 6. Trận hôm qua anh dùng ở gậy trận anh Hà Cầu đó là con gậy Dragon ngọn Canfa. Vâng, con gậy anh dùng thì có giá là 40.500.000. Vâng, một trong những cái thương hiệu gậy mà anh năm nay sẽ phát triển nó và ký độc quyền phân phối nó tại Việt Nam. Tuấn Con mà khỏe một cái là lại ẩu ngay. Vâng, cái gì vậy Tuấn Con ơi? Vâng, Tuấn Con thì đang có những cái màn thể hiện phải nói rằng là sáng nay không những mà là không lấy được gậy mà có vẻ như là tâm trạng vẫn còn chưa hết buồn. Vâng, bị vợ giận mà bị vợ nói thì thật sự tâm trạng nó còn nặng nề cả ngày các bạn ạ. Dạo này chơi bia chân cứ lỏng lẻo, anh Kiên chữa được bệnh đấy không? Chữa được chắc chắn luôn. Nếu như chúng ta bị bệnh về gọi là về y khoa thì chúng ta sẽ chữa theo y khoa. Và còn nếu như chúng ta mà gặp vấn đề gì đấy về tâm sinh lý thì chúng ta sẽ chữa theo tâm sinh lý. Đương nhiên, và tỷ số là 8-3 cho Quang Chũ. Vâng, khoảng cách chỉ còn có 5 ván nữa thôi là Tuấn Con sẽ san bằng tỷ số. Vâng, game đấu này mà thua thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là do Tuấn Con chứ không phải do Quang Chũ. Tuấn Con đã để quá nhiều cơ hội cho Quang Chũ. Vâng, hai ván đầu tiên là cơ hội của Tuấn Con. Tuy nhiên Tuấn Con đã để cho Quang Chũ nhặt hai con 9 đầu tiên rất là đáng tiếc. Và sau đấy thì lại không có cơ hội mà Tuấn Con cũng lại bị bỏ lỡ. Vâng, những cái thể hiện của Quang Chũ thì thực sự là cũng chỉ tầm C thôi. Vâng, rất nhiều cơ hội và Quang Chũ đã bị bỏ lỡ. Trận anh Nam Phạm thì tí nữa mày đánh em à? Chính Ngô, bên anh thì là phòng tập chuyên chỉ để dạy bia. Xin chào Trọng Sơn. Vâng, Quý Phùng đang dẫn 6 năm anh Nam Phạm các bạn. Quang Chũ thì là người Chũ Bắc Giang luôn bạn. Gọi là Quang Chũ là các bạn phải hiểu rồi. Vâng, Vải Thiều vô địch. Vâng, rất nhiều người đang cổ vũ để mà nhằm gọi là nâng cái cổ phiếu, giá cổ phiếu của gọi là vải Bắc Giang. Trận Linh Tân Quang thì tỷ số đang là 3-2 cho Linh Tân Quang bạn ạ. Nguyễn Huy Hoàng, chú hôm qua đánh xong rồi. Đánh xong và về bình luận rồi đây. Vâng, chém con đi bờ 2 bên tay phải. Tay phải của các bạn. Và đương nhiên không thể trượt được. Lòi lên đít con B3. Vâng, dọn bàn đi Tuấn Con ơi. Lại mất đường. Vâng, chán cái ông này lực lỏng kiểu gì vậy ta. Và sút T là đương nhiên. Sút T ăn con B3 điều con B4 luôn. Vâng, Quang thì đương nhiên là hay rồi. Vâng, trong những cái giải mà được tổ chức tại Hà Nội và tỷ lệ Quang được giải cao rất là nhiều các bạn. ACE 180 thì không còn rồi Việt Quang ơi. Anh còn cái chuôi AC 152. Chuẩn luôn bạn Ngọc Linh Bùi. Chỉ cần Tuấn Con vô địch thế giới thì mọi cái bình luận comment về các bạn của các bạn về Tuấn Con thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Vâng, chúng ta vội phải comment lại ngay. Lại là một cơ hội nữa để cho Quang Chũ cắt tiết cái game đấu này. Vâng, lỗi lực. Vẫn chém được con B4. Tuy nhiên rằng chúng ta hãy xem cái màn thể hiện của Quang Chũ trong cái tình huống điều này. Vâng, kéo con B4 qua mật lỗ 10, qua khe 78 và lên cửa lỗ 10 bên tay này là có thể điều được con B6 ngon lành rồi. Chắc chắn Quang Chũ sẽ sử dụng điều đấy. Vâng, Quý Phùng đang dẫn Nam Dùi với tỷ số rằng là 6-5. Oh. Vâng, bài toán là vẫn còn mông. Vâng, Quang Chũ vẫn còn nhìn thấy mông con B6 để chém con B6 vào lỗ góc bên tay phải. Và cơ hội cho Tuấn Con rút ngắn tỷ số. Tuấn Con cố lên cho trận đấu nó cân bằng em ơi. Mỏng quá, con đấy mà chém dư mỏng được thì cũng đến lạy ông Quang Chũ. Vâng, quá đẳng cấp. Học để biết chơi thì mất bao nhiêu ngày. Vâng, thông thường chắc tầm khoảng hơn tháng thôi là bạn có thể đánh bi cơ bản được rồi. Từ chưa biết gì. Và tỷ số chắc chắn là 4-8 cho Tuấn Con. Tuấn Con bật đi cho anh em hiểu luôn. Vâng. Và đương nhiên không thể trượt con B9 này nữa. Bởi vì Quang đã nhặt bi rồi. Thôi có trượt thì cũng tính. Giải vô địch thế giới bao giờ diễn ra ở Việt Nam? Giải vô địch thế giới thì diễn ra tại Anh không phải ở Việt Nam. Vâng, tôi cũng đọc nhầm câu hỏi. Và Việt Nam thì có hai người tham dự, đó là tôi và Hoàng Sao. Tuy nhiên thì Hoàng Sao thì hoàn thiện visa rồi, nhưng còn tôi thì đến thứ hai này thì mới nộp hồ sơ, không biết là có ổn không. Vâng, đi Anh vô cùng khó khăn. Chào da đẹp Nam Vũ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái cơ hội để Quang Chũ có cơ hội cắt tiết cái ván đấu này. Thanh Vương hỏi rằng là học xong một khóa cơ bản có dọn được bàn không? Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nếu như học xong một khóa cơ bản thì với kỹ năng đấy, đủ kỹ năng để dọn được bàn. Còn dọn được bàn hay không thì bạn phải là người tự tập luyện, bởi vì dọn bàn ngoài kỹ năng ra thì còn phải tư duy nữa các bạn ạ. Trương Châu hỏi là biết đánh rồi mà học cho giỏi thì mất bao nhiêu ngày? Vâng, cái này thì bạn cần phải qua để mình test xem rằng bạn đang biết đánh ở mức độ nào. Và chúng ta sẽ cụ thể ra rằng là cho giỏi của bạn nghĩa là như thế nào thì chúng ta mới có thể giải được bạn nhé. Vâng, chúng ta cần định lượng cụ thể tất cả mọi vấn đề ra, và sau đó thì giải pháp nó mới cũng cụ thể được. Lên C mất bao nhiêu thời gian? Đấy, vâng, chúng tôi hay nói với các bạn rằng là chúng ta cần có đề bài cụ thể. Bạn đang ở mức độ nào? Bạn đang ở C trừ thì lên C rất dễ. Nhưng bạn biết chơi cơ bản ở mức dạng EF thì các bạn cũng cần phải cụ thể. Giống như câu chuyện rằng là chúng ta cần bóc bệnh và chúng ta cần phải có những cái liệu thuốc cụ thể thì mới giải được. Học được bao lâu thì vô địch quốc gia? Vâng, điều này cũng tương đối là nan giải, nhưng mà chắc chắn là sẽ có lời giải. Ít nhất là chúng ta sẽ đưa được một cái khoảng thời gian 5 hoặc 10 năm, ví dụ thế. Giải vô địch thế giới có phát trực tiếp không? Có bạn à, ở trên kênh Matchroom Pool ở trên Facebook đấy, trên page đó bạn. Vâng, cơ hội cho Tuấn Con Á Bằng ăn con B2 lỗ tít để điều con B3 luôn. Ăn con B2 lỗ 10 rồi. Và cơ hội cho Quang Chũ Bắc Giang là một cú A bằng tiếp. Vâng, Tuấn Con định A đu bằng bắt đuôi con B sau con B9, nhưng mà lại sao là bắt đuôi sau con B6. Vâng, Quang Chũ đang thể hiện một kỹ năng gọi là sút tê. Tuấn Trịnh, thế thì em già mất rồi. Vâng, bạn wow, Phong Kim thì phải tầm hạng C rồi chứ còn E gì nữa. Một cơ dọn được 6 đến 7 bi thì hạng gì anh? Wow, đi được 6 đến 7 bi rồi và thông thường là còn 7, 8, 9 là bạn hay trượt đúng không? Cái này thì thông thường bạn sẽ chỉ cần tập luyện nhiều nữa thôi là bạn hoàn toàn có thể dọn được bàn. Và với những cái gì bạn đang nói ở đây thì tôi có thể đánh giá bạn vào dạng tầm chưa gần F, khoảng gần F. F là thỉnh thoảng sẽ đi được một ván rồi đấy. Fury thì có nhiều gậy, nhiều ốc bạn bạn Nguyễn Hoàng Diệp ạ. Ok, mời bạn Tiến Vũ qua đây. Chuột bạch luôn. Già mấy gần 50. Vâng, FNS thì đến nay là vẫn còn phải đến 70 tuổi rồi mà vẫn thi đấu như bình thường các bạn ạ. Và BA là môn mà gần như tuổi tác gần như không ảnh hưởng mấy. Cơ hội cho Tuấn Con. Vâng, tiếp tục chắc chắn sẽ là một cú cu lê con B7 để đánh con B9 lô góc. Vâng, hoặc là táng một băng. Cái gì vậy Tuấn Con ơi? Ông đang làm cái trò gì đấy? Vâng, có lẽ là Tuấn Con sẽ bắt tay luôn, không cần đánh. Dọn con 9 thì hạng gì? Tại sao bạn lại thích ăn tái mà không thích ăn chín vậy? Vâng, dọn con 9 thì cái này thì chỉ là do độ tập trung của bạn thôi. Hoặc là do cái sở thích của bạn thôi. Bạn không thích ăn chín uống sôi. Vâng. Và đương nhiên chúc mừng cho Quang Chũ đã có mặt trong vòng 1-16. Và Tuấn Con rất đáng tiếc đã phải dừng chân ở 16 người. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúng ta sẽ tiếp tục có mặt ở trong phần live stream trận đấu ở vòng loại 16 người nhé. Loại trực tiếp các bạn ạ. Vâng, sau ít phút nữa thôi, chỉ khoảng 5-10 phút khởi động. Vâng, chúng ta hãy cùng đón xem những trận tiếp theo. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp của Magic. Và nhớ, nếu mà mua bàn thì chúng ta hãy trải nghiệm bàn A Plus nhé. Một trong những cái phân khúc bàn mà Magic Billiard Shop phân phối độc quyền tại miền Bắc. Vâng ạ, showroom tại 139 Lò Đúc. Vâng, rất mong là các bạn sẽ qua trải nghiệm để đưa ra những cái comment và những cái lựa chọn tuyệt vời nhất và tối ưu nhất cho công việc kinh doanh cũng như là cái bàn cá nhân để các bạn sử dụng ạ. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.